Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 9 năm 2021 có những nội dung chính như sau. Phát động chương trình sống và máy tính cho em. Triển khai 120 trạm oxy miễn phí tại thành phố Hồ Chí Minh. Triều Tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa. Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 12 tháng 9 tại Hà Nội, Chính phủ đã tổ chức lễ phát động trực tuyến toàn quốc chương trình Sống và máy tính cho em. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ phát động. Dự lễ tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hồ An Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành liên quan. Chương trình Sống và máy tính cho em gồm 3 cầu phần chính: có sóng, có internet đến tất cả các hộ gia đình, có máy tính cho các em thuộc các hộ nghèo, có giá cước phù hợp cho các máy tính này. Hiện nay, cả nước có gần 20 triệu học sinh phổ thông. Trong đó, có hơn 7 triệu 350 ngàn học sinh thuộc 26 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước đang triển khai học trực tuyến. Tuy nhiên, theo thống kê ban đầu, tính tới ngày 12 tháng 9, có khoảng hơn 1,5 triệu học sinh không thể tham gia lớp học cùng các bạn do thiếu thiết bị. Việc tổ chức dạy học trên truyền hình cũng gặp những khó khăn lớn về thiết bị, sóng và đường truyền. Trong bối cảnh đó, chương trình Sóng và máy tính cho em có ý nghĩa lớn để hạn chế bớt sự ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh tới ngành giáo dục, hạn chế khó khăn cho các em học sinh, thể hiện tinh thần nhân ái, chia sẻ tương tự của toàn xã hội đối với học sinh bị thiệt thòi lớn trong thời dịch bệnh. Chương trình đặt mục tiêu phủ sóng toàn bộ 283 điểm chưa có kết nối Internet di động tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 và thực hiện học trực tuyến. Phủ sóng toàn bộ 1.910 điểm chưa kết nối Internet di động trên toàn quốc. Kinh phí dự kiến cho thực hiện chương trình này là 3.000 tỷ đồng. Về hỗ trợ máy tính phục vụ học trực tuyến, chương trình đặt mục tiêu giai đoạn 1 trong năm học 2021 huy động 1 triệu máy tính cho học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc. Trước mắt, ưu tiên cho các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 và thực hiện học trực tuyến. Giai đoạn 2, từ năm 2022 đến năm 2023, tiếp tục phát động chương trình để hướng tới mục tiêu 100% học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc được trang bị máy tính để học trực tuyến. Phát động buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chương trình Sóng và máy tính cho em do Chính phủ phát động, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương tổ chức thực hiện có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc. Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ ngành và các địa phương chủ động xây dựng kịch bản trở lại trường học an toàn, phối hợp chặt chẽ để xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông, xây dựng tiêu chí, điều kiện hỗ trợ máy cho các học sinh đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng và sử dụng hiệu quả. Tiếp tục vận động các tổ chức và cá nhân thực hiện chương trình ý nghĩa này. Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã chứng kiến lãnh đạo các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, tổ chức trao máy tính tặng chương trình Sóng và máy tính cho em. Tính đến cuối buổi lễ, chương trình đã huy động ủng hộ được hơn 1 triệu máy tính với tổng trị giá khoảng hơn 2.500 tỷ đồng. Chiều qua ngày 12 tháng 9, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đã tiếp nhận 5 máy thở chức năng cao trị giá hơn 5 tỷ đồng do tập đoàn Vingroup ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Tham dự buổi tiếp nhận có đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn. Được biết, 5 máy thở do tập đoàn Vingroup tài trợ với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình nhằm mục đích phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Đồng thời đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của người dân khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Bình. Đây là máy thở hiện đại có thể sử dụng rất hiệu quả trong điều trị F0 diễn biến nặng và dùng cho bệnh nhân hồi sức cấp cứu nói chung. Tại buổi trao tặng, đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn bày tỏ vui mừng và cảm ơn sự hỗ trợ của tập đoàn Vingroup đối với Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, đồng chí Bí thư Thị ủy khẳng định việc hỗ trợ kịp thời quý báu của tập đoàn Vingroup sẽ góp phần phục vụ chăm sóc, điều trị bệnh nhân. Hôm qua ngày 12 tháng 9, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Hới đã đến thăm hỏi tặng quà các chốt trực kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở 15 xã phường trên địa bàn. Tại các nơi đến thăm,
lãnh đạo thành phố đã ghi nhận biểu dương tinh thần nỗ lực không quản ngại khó khăn, vượt nắng thắng mưa của các lực lượng đang ngày đêm thường trực làm nhiệm vụ tại các chốt. Đồng thời các đồng chí lãnh đạo thành phố mong muốn lãnh đạo các xã phường cần chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch. Chỉ đạo, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt ở địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm nhiệm vụ thường trực 24/24 giờ, không được chủ quan, lơ là, quyết tâm chung sức cùng cả hệ thống chính trị thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh. Dịp này, đoàn đã trao 15 suất quà với tổng trị giá 30 triệu đồng cho các xã phường trên địa bàn. Đây là việc làm có ý nghĩa sâu sắc, kịp thời động viên tinh thần để các lực lượng trực chốt kiểm dịch COVID-19 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao. Tiếp tục thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc khoanh vùng khống chế dịch, từ 6 giờ ngày 22 tháng 9 đến 6 giờ ngày 23 tháng 9, ngành y tế Quảng Bình đã tiến hành xét nghiệm 46.914 mẫu bằng kỹ thuật RT-PCR, trong đó phát hiện 59 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm toàn tỉnh từ trước tới nay lên 1.270 ca. Trong đó, cả ca mới ghi nhận 1 ca ở phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, huyện Bố Trạch 7 ca thuộc các xã Bắc Trạch, Hải Phú, Nhân Trạch, 39 ca phát hiện tại các khu cách ly tập trung, 11 ca tại các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 là những người nhà đi theo chăm sóc các trường hợp F0. Ngoài ra, Quảng Bình ghi nhận 1 ca nhập cảnh. Trong 24 giờ qua, có 9 bệnh nhân được xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi và xuất viện là 275 trường hợp. Như vậy, tính đến 6 giờ ngày 13 tháng 9, toàn tỉnh còn 995 bệnh nhân đang được cách ly điều trị. Có 26.271 trường hợp F1, F2 liên quan đến các ca bệnh. Đến nay, Quảng Bình đã có 95.838 người được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó có 41.721 người tiêm đủ 2 mũi. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh có máy tính, điện thoại thông minh để học trực tuyến trong điều kiện thực hiện giãn cách phòng chống dịch COVID-19, Hội khuyến học tỉnh phối hợp với Hội khuyến học các huyện, thị xã, thành phố phát động phong trào máy tính cho em. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2021-2022, toàn tỉnh có trên 3.300 học sinh khối trung học phổ thông không có máy tính hoặc điện thoại thông minh được kết nối Internet, chiếm tỷ lệ gần 10%. Đối với khối tiểu học, trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh không có máy tính, điện thoại thông minh có kết nối Internet còn cao hơn. Vì vậy, Hội khuyến học tỉnh phối hợp với Hội khuyến học các huyện, thị xã, thành phố, Hội khuyến học Trường Đại học Quảng Bình, các chi hội khuyến học trực thuộc tỉnh hội phát động phong trào máy tính cho em, nhằm ủng hộ học sinh, sinh viên khó khăn có điều kiện học tập trực tuyến. Thời gian phát động phong trào máy tính cho em từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, từ đêm qua 12 tháng 9, khu vực Quảng Bình đã có mưa, mưa vừa và dông, riêng khu vực phía Nam có mưa rất to. Lượng mưa 12 giờ qua, từ 19 giờ ngày 12 tháng 9 đến 7 giờ ngày 13 tháng 9, khu vực phía Nam tỉnh phổ biến từ 50 đến 100mm. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Bình, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 5, nên từ ngày hôm nay 13 tháng 9 đến ngày mai 14 tháng 9, tỉnh Quảng Bình có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 120mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp. Huyện Lệ Thủy vừa phê duyệt phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn huyện năm 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19. Theo đó, huyện Lệ Thủy tập trung thực hiện các biện pháp ứng phó thiên tai như bảo vệ các công trình phòng chống thiên tai trọng điểm, gồm hai hệ thống kè chính là kè sông Kiến Giang và sông Rào Ngò với tổng chiều dài trên 35 km, 28 hồ chứa nước trên 32 đập dâng với dung tích đạt trên 141 triệu mét khối, tiến hành sơ tán, bảo vệ người, tài sản, bảo vệ sản xuất trong trường hợp ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, hồ đập bị vỡ, chủ động bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc, tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo, chỉ huy phòng tránh, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tăng cường nguồn nhân lực ứng phó thiên tai. Cùng với đó, Lệ Thủy cũng chuẩn bị dự trữ vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phù hợp với phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu. Để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi trước mùa mưa bão, huyện Minh Hóa đang tập trung triển khai tiêm trên 15.600 liều vaccine các loại cho gia súc, gia cầm. Theo đó, trong đợt này, huyện Minh Hóa sẽ tổ chức tiêm 15.600 liều vaccine lở mồm long móng và tụ huyết trùng
chủng P52 cho trâu bò, đồng thời tiến hành cấp phát 300 lít hóa chất để tổ chức phun tiêu độc khử trùng môi trường tại địa bàn các xã, thị trấn. Hiện nay, huyện đang chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để người dân chủ động tiêm phòng cho vật nuôi. Phần đầu 100% các hộ chăn nuôi thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, đảm bảo cho đàn gia súc, gia cầm phát triển khỏe mạnh, hạn chế và ngăn chặn không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Cùng với đó, tập trung rà soát, tu sửa, kiên cố lại hệ thống chuồng trại an toàn, linh hoạt, dự trữ thức ăn tinh, thô, xanh, thức ăn ủ chua, đảm bảo nguồn thức ăn cho vật nuôi trong mùa mưa bão. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay cùng với việc thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19, bà con nông dân các địa phương trong tỉnh cũng đang nỗ lực khắc phục khó khăn để duy trì phát triển sản xuất nhằm đảm bảo cung cấp các loại nông sản cho thị trường. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thị trường tiêu thụ các loại rau của gia đình ông Phạm Văn Đương ở thôn Phủ Ninh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, ông Đương vẫn tích cực chăm sóc khoảng 500 mét vuông rau màu của gia đình để duy trì nguồn thu nhập. Gia đình tôi vẫn là tiếp tục là sản xuất để đảm bảo nhu cầu là đời sống là của bà con trong thôn cũng như trong xã. Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến việc tiêu thụ nông sản của bà con nông dân. Tuy nhiên, vượt qua khó khăn, trên những cánh đồng, vườn rau, nông dân tỉnh Quảng Bình vẫn lạc quan, tích cực sản xuất với hy vọng dịch bệnh sớm được đẩy lùi, việc tiêu thụ nông sản sớm ổn định. Thì chứ cũng phải duy trì làm cái cây khác để khắc phục trong mùa dịch. Sắp tới thì dịch có đỡ đi thì mình này cũng có thu nhập. Dịch bệnh COVID-19 là diễn biến hết sức phức tạp và nguy hiểm. Bản thân của dân tỉnh là tập trung chỉ đạo các cấp hội, hội viên nông dân thiệt để phòng chống dịch. Và đồng thời đó là duy trì sản xuất để đảm bảo cung ứng lương thực phẩm cho xã hội. Để duy trì sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, Hội Nông dân tỉnh cũng khuyến cáo bà con nông dân cần tích cực chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường tiêu thụ, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng, góp phần đảm bảo thu nhập ổn định cho bà con nông dân trong mùa dịch COVID-19.